Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tư vấn sản phẩm và dịch vụ của hệ thống siêu thị điện máy MediaMart. Trong các dòng máy giặt phổ biến và thịnh hành trên thị trường hiện nay, thì những sản phẩm đến từ thương hiệu Samsung ngày càng chiếm được cảm tình và ưa thích của người tiêu dùng. Những chiếc máy giặt Samsung thì thường hoạt động êm ái, tiết kiệm điện năng, chống ồn, chống rung lắc và được áp dụng nhiều công nghệ tiên tiến và hiện đại. Ngày hôm nay thì Đức Hòa xin được mời quý vị cùng trải nghiệm một chiếc máy giặt Samsung Inverter 10kg có mã sản phẩm là VKW10K54E0UXSV để cùng xem chiếc máy giặt này có những điểm gì thú vị nhé. Máy giặt Samsung Edwatch Inverter 10kg VKW10K54E0UXSV sở hữu thiết kế thời thượng với gam màu xám bạc, thiết kế cửa pha lê trong suốt tạo cảm giác sang trọng và lan tỏa sự yên bình khắp ngôi nhà bạn. Tay cầm của sản phẩm được thiết kế trích cao 45 độ, giúp mở dễ dàng hơn. Bên cạnh đó, bảng điều khiển kết hợp nút xoay và nhấn được hiển thị song ngữ Anh Việt đem đến sự tiện lợi trong việc thao tác sử dụng. Chiếc máy giặt lồng ngang Samsung VKW10K54E0UXSV là một sự lựa chọn sáng giá trong phân khúc cao cấp. Không chỉ đẹp, chiếc máy giặt này còn mang đến cho người sử dụng nhiều ưu điểm vượt trội khác. Và bạn chỉ có thể cảm nhận được sự cao cấp và thông minh của một sản phẩm này sẽ tuyệt vời như thế nào khi nó hỗ trợ bạn giặt giũ nhanh, gọn, nhẹ. Lồng giặt làm từ thép không gỉ với các lỗ thoát nước hình dạng kim cương. Từ thiết kế đặc biệt này, máy giặt không những giúp quần áo được giặt sạch tốt hơn mà còn bảo vệ chúng khỏi nguy cơ sơn vải hay tơ chỉ, đảm bảo cho những chiếc quần áo của gia đình được bền đẹp với thời gian. Nếu như trước kia khi bạn sử dụng một chiếc máy giặt mà bỏ quên mất quần áo khi máy đã vận hành hoạt động thì bạn chỉ có thể tắt đi khởi động lại rất tốn điện nước. Và hiện tại thì chiếc máy giặt Samsung VKW10K54E0UXSV này đã được thiết kế thêm cửa phụ S-Door. Cửa phụ S-Door sẽ giúp bạn cho thêm nước xả, quần áo bị bỏ sót, quần áo đã được giặt tay hay quần áo có chất lượng mềm mỏng mà không làm gián đoạn chu trình giặt. Công nghệ giặt bong bóng EcoBubble độc quyền từ Samsung sẽ đánh tan sản phẩm thành dạng bong bóng cực nhuyễn, thẩm thấu sâu vào sợi vải nhanh gấp 40 lần so với các công nghệ giặt thông thường. Nhờ vậy sẽ nhanh chóng đánh bay vết bẩn cứng đầu cũng như cặn bộ giặt còn sót, trả lại cho bạn những chiếc quần áo sạch sẽ thơm tho chỉ trong thời gian ngắn. Tính năng Bubble Swap chỉ với một nút nhấn giúp loại bỏ những vết bẩn cứng đầu nhất. Tính năng này sẽ nhanh chóng đánh tan bột giặt và tạo ra nhiều bong bóng đi sâu thẩm thấu vào từng sợi vải, giữ cho quần áo luôn sạch sẽ, tinh tươm và không ngại bụi bẩn. Được ứng dụng công nghệ inverter cho vận hành, máy giặt sẽ mang lại khả năng hoạt động êm ái bền bỉ nhưng vẫn tiết kiệm hiệu quả điện năng và nước tiêu thụ cho từng mẻ giặt. Không chỉ vậy, Samsung ưu ái bảo hành lên đến 10 năm cho máy nén, bạn có thể yên tâm hơn trong quá trình sử dụng. Công nghệ giặt hơi nước với cơ chế đun nóng nước giặt thành dạng hơi ở nhiệt độ cao và phun liên tục vào quần áo kết hợp với chuyển động quay của máy giặt sẽ giúp tiêu diệt 99% vi khuẩn và tác nhân gây dị ứng, góp phần chăm sóc làn da nhạy cảm cho người thân trong gia đình, đặc biệt là gia đình có trẻ nhỏ. Không chỉ vậy, hơi nước nhiệt độ cao khi thấm vào quần áo sẽ giúp sợi vải được mềm hơn, chống nhăn hiệu quả, cho bạn tiết kiệm tối đa thời gian là ủi sau này. Nếu gia đình bạn có từ 5 đến 7 thành viên hoặc ít người hơn nhưng lại có thói quen dồn nhiều quần áo vào một lần để giặt thì chiếc máy giặt Samsung Inverter 10kg này sẽ là một sự lựa chọn phù hợp. Chế độ giặt nhanh cho phép giặt sạch hiệu quả quần áo. Với chế độ này, máy sẽ dễ dàng tách riêng các bộ quần áo yêu thích và tránh khỏi tình trạng giặt giũ lượng lớn quần áo một lúc, tiết kiệm tối ưu thời gian cho các sở thích của riêng bạn. Với EasyEnd thì chiếc máy giặt này sẽ tự động rút ngắn thời gian quay vòng sấy khô và tự động điều chỉnh tốc độ của vòng quay cuối cùng, giúp giảm thiểu tối đa tình trạng quần áo bị nhăn và giúp bạn tối ưu thời gian ủi phẳng áo quần. Máy giặt cũng có chế độ tự động thông báo khi cần vệ sinh lồng giặt Eco Drum Clean. Tính năng này thực hiện các vòng quay tốc độ cao, giúp loại bỏ đến 99% các vi khuẩn tạo mùi bên trong máy giặt mà không cần sử dụng chất tẩy rửa, giúp lồng giặt luôn sạch sẽ và sẵn sàng để sử dụng. Nhìn chung thì chiếc máy giặt Samsung Edwatch 10kg Inverter VKW10K54E0UXSV là một sự lựa chọn phù hợp cho gia đình có từ 5 đến 7 thành viên. Ngoài ra, với tính năng giặt nước nóng diệt khuẩn thì chiếc máy giặt này còn là một sự lựa chọn phù hợp cho những gia đình có trẻ nhỏ hoặc những người có làn da nhạy cảm. Đặc biệt thì với thiết kế cửa phụ S-Door độc đáo, chiếc máy giặt này sẽ giúp bạn không cần phải lo lắng nếu bỏ sót quần áo khi máy đã vận hành. Hiện tại sản phẩm đang được bán tại hệ thống siêu thị điện máy MediaMart với giá chỉ hơn 16 triệu đồng, bảo hành trong vòng 24 tháng. Ngoài ra bạn còn được tặng thêm phiếu mua hàng 1 triệu 400 nghìn đồng, tặng nồi lẩu đa năng Elmix, tặng lò vi sóng cơ 20 lít Electrolux, tặng nước giặt Omo hoặc Ariel. Hãy tham khảo ngay sản phẩm và đặt mua nhé. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình tư vấn sản phẩm và dịch vụ của hệ thống siêu thị điện máy MediaMart. Nếu muốn biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, quý vị và các bạn có thể truy cập vào website mediamart.vn hoặc thegioidienmay.com cũng như gọi điện thoại tới số hotline quen thuộc 1900 6788. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.